Chào các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người những lưu ý mà mọi người cần chú ý khi mà mới sử dụng máy mài. Máy mài ở trong làm móng thì sẽ có những cái lưu ý gì mà khi sử dụng mọi người cần phải chú ý. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ hết nha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy mài rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nó ra. Chiếc máy mài trong video ngày hôm nay của mình là máy DL288. Thì cái máy này nó rất là rẻ nhưng mà nó dùng vẫn rất là tốt. Bởi vì mình đã thử rất là nhiều các cái loại máy mài rẻ rồi thì con máy này là cái con máy mà mình cảm thấy ok nhất trong cái tầm giá rẻ. Ok, bỏ qua các cái loại máy đi vì video ngày hôm nay không hề tập trung vào các loại máy đâu, mà sẽ tập trung vào những cái điều mà mọi người cần lưu ý khi mà mới sử dụng máy mài. Và máy mài nào khi mới đầu sử dụng nó cũng sẽ giống nhau. Mọi người có mua loại nào thì cũng vẫn phải lưu ý những cái điều này nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nói luôn. Thì đầu tiên là khi mà mình mua máy mài này thì mình sẽ có những cái đồ rất là cơ bản. Cái này thì là cái bàn đạp. Bàn đạp để mình nhấn chân á. Nhưng mà thật ra thì rất ít khi mà mình dùng cái bàn đạp này. Mà chủ yếu là mình sử dụng nút bấm tay trực tiếp thôi. Ok, bỏ qua cái bàn đạp này nha. Và mình sẽ có một hộp đầu mài mà nó cho. Thì cái hộp đầu mài này thì sẽ hộp những cái đầu mài sát chân này, rồi mài nhám. Nhưng thật ra thì cái hộp này thì nó cho mình 6 đầu, nhưng mà mình thực chất là mình sẽ chỉ dùng được 1 đến 2 đầu thôi. Đấy là đầu sát chân và cái đầu mài nhám này. Còn đầu mài mịn và đầu mài phá thì mình bắt buộc phải mua ở bên ngoài, vì những cái đầu đấy là cái đầu đắt và nó sẽ đi theo mình suốt cả một cuộc đời. Xong về phần đầu mài, đến cái phần tay cầm thì máy mài nào cũng sẽ cho mình một cái tay cầm và một cái phần giá để. Thì mọi người nên giữ cái giá này để khi mà mình để trên bàn nó sẽ gọn hơn á. Ok, mình sẽ lắp máy vào nha. Sau khi mà mình đã cắm máy xong thì cái máy nó sẽ có cái phần đèn đỏ như thế này. Một lưu ý đầu tiên khi mà mình sử dụng cái máy mài này là mọi người lưu ý giúp mình. Có nghĩa là khi mà mọi người sử dụng xong hãy để máy về chế độ tắt hẳn đèn đỏ như này. Điều đấy sẽ giúp mọi người gia tăng tuổi thọ của máy và làm bền máy hơn. Ok, xong một cái lưu ý đầu tiên nha. Một lưu ý tiếp theo đấy là mọi người cần chú ý ra cho mình. Rất nhiều bạn hỏi mình là cái hand với foot này có phải làm tay và làm chân không? Thì câu trả lời của mình là không nha. Cái tay này, cái hand và foot này có nghĩa là với nút hand thì mình sẽ sử dụng cái chế độ tự động á. Còn cái foot này thì mình sẽ dùng cái bàn đạp chân mà mình vừa mới nói. Thì chủ yếu mình sẽ để máy về chế độ hand này thì máy của mình nó mới chạy được. Đấy, máy nó mới chạy được. Còn khi mà mình ấn foot này, máy không hề chạy được vì mình không hề lắp cái đầu dậm chân này. Nếu mà mọi người lắp cái đầu dậm chân này thì để về foot. Còn nếu mà mọi người không lắp thì để về foot là máy không chạy được nha. Chứ không phải là do máy của mọi người hỏng hay là bị làm sao đâu. Ok, còn về phần bên nút bên này thì đây là cái phần đảo chiều của máy. Máy nào cũng sẽ có phần đảo chiều, tuy nhiên là nó sẽ không giống nhau. Xong về hai cái nút này rồi nha. Hai cái nút này là trong cái máy nào cũng có rồi. Tiếp theo là về tăng giảm tốc độ. Cái này thì không có gì để nói cả. Mọi người có thể tùy chỉnh theo cái mà mọi người quen. Nhưng mà đừng lên để quá chậm nhé. Để quá chậm thì cái phần mà mình mài mịn nó không được mịn đâu, mà nó sẽ rất dễ để lại những cái phần khắc trên bề mặt của móng. Mình nên để ở chế độ vừa phải thôi. Kể cả khi mà mọi người chưa quen, mọi người hãy tập kiểm soát tay cầm của mình một cách chắc chắn nhất. Tiếp đến, một lưu ý thứ hai là mình sẽ phải thay cái tay cầm này như thế nào. Thì ở đây mọi người có thể thấy ở trên cái phần tay cầm của mình có cái phần để mình vặn. Thì đây chính là cái chốt để mình thay tay cầm. Mọi người không nên tháo hết cả cái đầu mài này ra nhé, vì như thế là nó sẽ hỏng đấy ạ. Mọi người chỉ nên xoay cái phần này để tháo đầu mài ra thôi. Đây, mình xoay một cách rất là đơn giản. Mình sẽ cầm vào cái phần thân máy và mình xoay nó về bên tay trái là mở ra. Và mình rút đầu mài ra rất nhẹ nhàng. Bây giờ em sẽ thử lắp một cái đầu mài vào cho mọi người xem là cách lắp như thế nào và những cái lưu ý mà khi em lắp đầu mài nha. Thì ở một video khác em sẽ đề cập chợt đến cho mọi người những cái đầu mài cơ bản mà mọi người sẽ phải dùng, đầu mài mịn, đầu mài phá và những cái đầu mài khác. Em sẽ chia sẻ hết những cái đầu mài mà em đã dùng nha. Thì ở đây thì em sẽ dùng luôn cái bộ này em lắp vào. Để
trong cái miếng nhám này họ cũng sẽ cho mình là có miếng nhám mịn và miếng nhám sần này. Mọi người có thể để ý cái độ mịn này và độ sần nó khác nhau. Đấy là tùy vào mục đích sử dụng của mình. Ví dụ khi mà mình muốn cái phần bề mặt nó mịn lại để mình sơn thì mình sẽ dùng đầu mịn. Còn khi mà mình muốn sần để làm gia tăng cái độ bền thì mình sẽ làm sần. Thì để lắp cái đầu mài nhám này thì mình sẽ lấy một cục nâu này, mình lắp vào đây trước. Ok, cái này thì quá là đơn giản rồi. Bây giờ em sẽ lắp cái phần đầu mài này vào cái thân máy. Thì đây, khi mà mọi người lắp ấy, mọi người đặt vào ấy thì là nó sẽ trôi hết xuống như này đúng không? Mọi người không nên để nó quá sát cái phần chân mài như thế này, mà mọi người nên phần cầm nghiêng cái máy ra và chỉnh cho cái phần chân máy cách cái phần đầu máy một chút. Như thế này, xong mọi người khóa máy lại. Đây, mọi người sẽ để cho em khoảng cách như thế này. Để làm gì? Để tránh cho cái việc mà khi nó xoay ấy, nó tạo ma sát và nó làm nóng cái đầu máy của mình, sẽ gia tăng độ bền cho máy. Đây, sau khi em đã lắp xong rồi thì đầu sẽ không, cái đầu mài ấy của mình này nó sẽ không xê dịch được. Cái đầu này thì sẽ vẫn thay được bình thường nhé. Nếu mà nó bị mòn thì mọi người không cần phải tháo hết ra để thay đâu, thì mọi người rút cái này ra là thay bình thường thôi. Còn cái đầu cố định này thì không hề bị di chuyển. Còn khi mọi người muốn tháo ra, mọi người lại vặn về bên trái cho em. Đấy, lắp vào thì mọi người vặn về bên phải cho em. Nếu kêu nó kêu khực một phát là được. Và mọi người nhớ là phải dùng dứt khoát, không nên kiểu lập lờ như này á, nó hỏng cái khớp này đấy. Ok, thì đây, sau khi mà em đã lắp này, em để về máy về chế độ hand này là nó sẽ tự chạy và nó em sẽ chỉnh cái tốc độ cho nó to nhỏ khác nhau. Đấy, thì là dùng được cái máy. Và khi mà em dùng xong á thì em vặn hết về này rồi, nó vẫn còn cái nút đỏ đúng không? Và nó máy đã tắt rồi nhá. Máy đã tắt rồi, nhưng tuy nhiên là nó còn cái nút đỏ này. Nếu như mà cái trong cái chế độ mà mình đang đợi nghỉ ngơi để làm tiếp cho khách cái bước sau ấy thì mình có thể để như này. Nhưng mà khi mà mọi người đã làm xong hết hoàn toàn rồi thì mình nên tắt cái nút này về cái phần off để cho cái phần đèn đỏ nó tắt hẳn đi, thì cái máy của mình nó sẽ gia tăng được độ bền hơn. Ok, video ngày hôm nay em đã chia sẻ những cái kiến thức cơ bản nhất về cách sử dụng máy mài và những cái lưu ý sử dụng máy mài sao cho đúng cách và bền nhất. Hy vọng là video ngày hôm nay của em giúp ích cho các chị. Nếu video này hữu ích thì đừng quên để lại một like cũng như một đăng ký theo dõi để ủng hộ mình ra nhiều video hơn nữa nhé. Để mua đồ nail chất lượng thì mọi người hãy liên hệ theo thông tin chạy bên dưới đây nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye bye!